Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo Hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 23 tháng 6 năm 2024. Biến động, thị trường sẽ sớm lấy lại mốc 70.000 đồng tuyệt kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đứng yên trên diện rộng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng từ 63.000 đến 69.000 đồng tuyệt kg. Mặc dù mấy ngày qua nhiều khu vực đã giảm tuy nhiên phần lớn vẫn giữ mức cao đến 69.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc Thị trường heo hơi tại miền Bắc giá thu mua không có thay đổi mới so với ngày hôm qua. Trong đó, thương lái tại Thái Bình đang giao dịch khu vực là 69.000 đồng một kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá thu mua ổn định trong khoảng 67.000 đến 68.000 đồng một kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 67.000 đến 69.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại thị trường miền Trung. Theo ghi nhận, giá heo ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt đi ngang. Cụ thể, mức giao dịch thấp nhất là 63.000 đồng kg, được ghi nhận tại tỉnh Bình Định. Trong khi, heo hơi tại Lâm Đồng và Bình Thuận đang được thu mua với giá cao nhất là 68.000 đồng một kg. Thương lái tại các tỉnh còn lại trong khu vực giao dịch heo hơi với giá 64.000 đến 67.000 đồng một kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 63.000 đến 68.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại thị trường phía Nam, giá giao dịch heo hơi ở khu vực miền Nam cũng chững lại theo xu hướng chung. Theo đó, các tỉnh Bạc Liêu và Bến Tre đang neo ở mức thấp nhất là 66 thấp nhất là 66.000 đồng 1 kg. Ngoại trừ tỉnh Long An đang neo ở ngưỡng 69.000 đồng 1 kg, giá giao dịch tại các tỉnh thành còn lại ổn định trong khoảng 67.000 đến 68.000 đồng 1 kg. Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 66.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Để chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi phát tán và lây lan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, tăng cường giám sát, phát hiện sớm những trường hợp bệnh chết, khai báo chính quyền và ngành thú y lấy mẫu. Nếu xét nghiệm phát hiện virus dịch tả heo châu Phi phải tiến hành tiêu hủy khẩn cấp trong 24 giờ, tổ chức triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp chống dịch để giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi và ngăn chặn dịch tả heo châu Phi đang tái phát sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các địa phương thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh, không vận chuyển, buôn bán, ăn thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, tổ chức tiêu hủy gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, mắc bệnh, nghi mắc bệnh ốm chết theo quy định. Trong năm 2023, giá heo hơi liên tục ở mức thấp trong thời gian dài, người chăn nuôi thua lỗ nên đã giảm số lượng heo nuôi. Thậm chí nhiều hộ còn tạm ngừng tái đàn. Điều này dẫn đến sản lượng xuất chuồng hiện nay giảm nhiều. Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương cũng khiến nhiều hộ chăn nuôi, trang trại heo giảm số lượng đàn nuôi. Trong khi đó, lượng heo hơi nhập lậu qua biên giới Campuchia đã giảm so với trước đây. Những yếu tố này đang khiến cho nguồn cung thịt heo thấp hơn so với nhu cầu kể cả trong thời gian thấp điểm. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi giảm vào ngày hôm nay do các tỉnh thành trên toàn quốc đang có chiều hướng đi xuống. Hàng năm, mùa hè thường là giai đoạn thấp điểm về tiêu thụ thịt heo bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn chưa cho các trường học tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, do tiết trời nắng nóng, người dân cũng thường giảm sử dụng thịt heo. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến nay, giá heo hơi ở Đông Nam Bộ lại luôn duy trì ở mức cao. Thông tin từ một số nhà chăn nuôi cho hay, Ngày 18 tháng 6 giá heo hơi ở các tỉnh Đông Nam Bộ đang ở mức 68.000 đến 69.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hiện tại ở Đông Nam Bộ tuy thấp hơn một chút so với giá cuối tháng 5, 68.000 đến 70.000 đồng ruột kg, nhưng nếu so với giá bình quân trong tháng 5 thì cao hơn khoảng 5.000 đến 6.000 đồng ruột kg. Lý giải về việc giá heo hơi đứng ở mức cao trong suốt nhiều tuần qua, ông Nguyễn Xuân, một người nuôi heo ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cho rằng nguyên nhân trước hết là do nguồn cung sụt giảm. Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin. Các chuyên gia và doanh nghiệp dự báo, thời gian tới, giá thịt heo sẽ neo ở mức cao. Bởi, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương khiến nông hộ chăn nuôi và các trang trại giảm số lượng đàn. Ở thời điểm khiến nông hộ chăn nuôi và các trang trại giảm số lượng đàn. Ở thời điểm tháng 5 khi giá lên mốc 72.000 đồng một kg, bà con đã tranh thủ xuất chuồng nhiều, nên số lượng đã giảm dẫn đến nguồn cung đang bị hụt so với nhu cầu người tiêu dùng. Mặc dù giá đang tăng cao nhưng nhiều bà con chăn nuôi cũng đang lo ngại dịch bệnh nên chưa dám tái đàn số lượng lớn như trước mà chỉ cầm chừng số ít. Với điều này, với lứa heo tiếp theo sang quý 3 cũng sẽ thiếu hụt và đẩy giá tăng lên. Các chủ trang trại dự báo, giá heo hơi tăng có thể kéo dài đến tháng 8, 9 phần 2024, từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán 2025, nguồn cung sẽ được bổ sung từ việc tái đàn của các trang trại. Thời điểm này, các doanh nghiệp chăn nuôi đang tích cực bổ sung heo giống, heo nái để tái đàn. Vì thế, thị trường heo hơi sẽ khó tăng đột biến thêm nữa. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng đạt tăng giá heo hơi có thể kéo dài đến tháng 9. Từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán, nguồn cung sẽ được bổ sung từ lượng heo được tái đàn vào từ tháng 2, 3. Hiện tại các doanh nghiệp heo giống, heo nái để tái đàn. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi biến động trái chiều vào ngày hôm nay do thị trường đang có nhiều thay đổi mới. Theo một số công ty chăn nuôi, thị trường toàn quốc vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi. ASF khiến nhiều nơi giảm giá nhẹ. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ đang bước vào mùa mưa, nhiều loại thủy sản ở miền Tây đa dạng giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn cho bữa ăn. Thời điểm này các bếp ăn tập thể, trường học cũng đã vào kỳ nghỉ hè nên tiêu thụ thịt heo giảm. Thời gian qua, bệnh dịch tả heo châu Phi diễn ra tại nhiều địa phương trong nước. Thực tế đó dẫn đến sản lượng lợn xuất chuồng hiện nay giảm mạnh, nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu. Theo tính toán của các hộ nuôi, với giá cả như hiện nay, đứng mọi chi phí Trung bình một con heo cho thu lãi từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Nguyên nhân đẩy giá heo hơi tăng cao xuất phát từ nguồn cung giảm do ảnh hưởng từ dịch tả heo châu Phi và kiểm soát tốt heo nhập lậu. Thực tế từ đầu 2024 năm đến nay, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước khiến nhiều hộ chậu chăn nuôi, trang trại heo đã giảm số lượng đàn nuôi. Mặt khác, năm 2023 giá heo hơi liên tục ở mức thấp trong thời gian dài, người chăn nuôi thua lỗ nên đã hạn chế tái đàn, dẫn đến sản lượng xuất chuồng giảm nhiều dù tăng giá mạnh song theo ngành chuyên môn người chăn nuôi vẫn chưa bệnh dạn đầu tư tái đàn vì lo ngại dịch bệnh do dịch tả heo châu phi vẫn đang diễn biến phức tạp người chăn nuôi chưa yên tâm vào đàn mới tạm thời treo chuồng hoặc chuyển đổi sang các mô hình sản xuất khác nhằm hạn chế rủi ro vì giá heo hơi tăng cao nên giá bán thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo như giò chả xúc xích nem cũng tăng đáng kể khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi đây là giải pháp phòng bệnh hiệu quả và quan trọng nhất. Thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi heo, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán, giết bổ bằng vôi bột hoặc hóa chất, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết bổ heo. Theo quy luật, heo. Theo quy luật, giá heo hơi thường sẽ giảm vào mùa hè khi nhu cầu của người tiêu dùng giảm so với thời tiết lạnh. Tuy nhiên, năm nay thị trường thịt heo có những diễn biến trái quy luật. Đà tăng của heo hơi xuất phát từ nguyên nhân nguồn cung không đủ cầu. Đà tăng giá heo hơi xuất phát từ việc nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng từ dịch tả heo châu Phi và kiểm soát tốt heo nhập lậu, đồng thời một phần do tâm lý trên thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, giá heo hơi tại nhiều nơi trên cả nước đã chạm mốc 70.000 đồng một kg mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. So với thời điểm đầu năm nay, giá heo hơi tại các chợ bán buôn đã tăng tới 29%. Đà tăng của giá heo hơi chủ yếu được thúc đẩy bởi những hạn chế về nguồn cung và một phần đến từ tâm lý đầu cơ. Trong đó, nguồn cung heo từ khu vực phía Nam đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, do không còn tình trạng các hộ chăn nuôi bán tháo đàn heo khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát như thường thấy trong năm 2023. Sau đợt dịch tả lợn châu Phi, cả doanh nghiệp lẫn các hộ chăn nuôi đều đang trong quá trình tái đàn và cân cung mới ra thị trường. Trong ngắn hạn, giá có thể được hỗ trợ do nguồn cung giảm đến từ tổn thất của các nhà sản xuất quy mô nhỏ và bùng phát dịch bệnh. Trong dài hạn, mức giá heo hơi hiện tại đã đủ hợp lý để các hộ chăn nuôi yên tâm tái đàn trở lại sau khoảng thời gian thua lỗ vì giá heo thấp kéo dài. Việc tái đàn sẽ giúp nguồn cung heo tăng lên vào dịp cuối năm nay, cũng là mùa cao điểm tiêu thụ heo. Thị trường ba miền những ngày qua giá heo liên tục bật tăng, bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, điều này khiến giá heo trứng lại theo. Tuy nhiên với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng. Các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Hàng triệu người chăn nuôi phấn khởi vì sau hơn một năm chống chọi với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao mà giá thu mua thấp, bây giờ họ đã có lãi. Ước tính sau khi trừ các chi phí, mỗi con heo. Các chuyên gia và doanh nghiệp cũng dự báo, thời gian tới, giá thịt heo sẽ neo ở mức cao sẽ neo ở mức cao. Bởi, Dịch tả châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương khiến nông hộ chăn nuôi và các trang trại giảm số lượng đàn. Trong khi đó, phía doanh nghiệp cũng khá thận trọng kế hoạch tăng đàn do lo ngại dịch bệnh hoành hành vào thời điểm cuối năm. Hiện giá heo hơi tăng nhưng chưa có nhiều hộ chăn nuôi dám tăng đàn vì sợ rủi ro về dịch bệnh và giá cả. Người chăn nuôi sợ giá này không giữ được ổn định lâu dài nếu tình trạng nhập lậu heo sống tái diễn và việc nhập khẩu thịt đông lạnh ồ ạt sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Để ngành chăn nuôi heo phát triển bền vững, ông Nguyễn Kim đoán Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, không để tái diễn tình trạng nhập lậu heo sống từ các tỉnh có đường biên giới phía Nam, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến giá mà còn có nguy cơ phát sinh dịch tả heo châu Phi. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Tri cục chăn nuôi và thú y khuyến cáo các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chủ vật nuôi kiểm soát các nguồn đầu vào có nguy cơ lây nhiễm dịch, tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc công ty chăn nuôi CP Việt Phó Tổng giám đốc công ty chăn nuôi CP Việt Nam cho biết, do suốt năm 2023, giá heo hơi quá thấp, người chăn nuôi thua lỗ nên đã giảm số lượng lợn nuôi. Điều này dẫn đến sản lượng xuất chuồng hiện nay giảm nhiều, nguồn cung đang thiếu so với nhu cầu. Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, vài năm trước đây, dịch tả heo châu Phi lan mạnh nhất ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo việc an toàn sinh học. Tuy nhiên, thời gian qua, Bệnh dịch này cũng đã lan mạnh tại cả những trang trại của các doanh nghiệp lớn. Nhận định về xu hướng giá lợn hơi trong thời gian tới, nhiều chuyên gia cho rằng sẽ khó bật tăng quá mạnh khi sức cầu vẫn đang rất yếu. Mặt khác, sang đầu tháng 6, giá lợn hơi đang có xu hướng giảm trở lại do dịch tả heo châu Phi hoành hành, người dân bán chạy đàn khiến nguồn tăng trở lại. Nguyên nhân của giá heo hơi tăng là do nguồn cung thiếu hụt bởi dịch tả heo châu Phi, nhiều hộ đã bán chạy dịch. Mặt khác, giá heo hơi giữ ở mức thấp trong một thời gian dài khiến không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà cả các trang trại lớn cũng không dám tái đàn. Giá heo tăng cao nhưng theo khuyến cáo của người chăn nuôi nên thận trọng tái đàn bởi thời điểm này dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp. Khoảng 2 tháng nay, giá lợn hơi đang trên đạt tăng mạnh, có thời điểm đạt 70.000 đồng 1 kg. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi tái đàn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y, hiện dịch tả heo châu Phi vẫn là mối đe dọa thường trực với người chăn nuôi trong tỉnh. Nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất lớn nên việc tái đàn cần phải thận trọng và chỉ nên tái đàn khi thực sự bảo đảm an toàn. Giá heo hơi tăng cao là do nguồn cung giảm, vì thời gian qua dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại cho nhiều hộ chăn nuôi, kể cả những công ty chăn nuôi lớn. Cho nên nhiều hộ đã giảm đàn, hoặc tạm ngưng chăn nuôi và một số công ty chăn nuôi cũng giảm đàn. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 23 tháng 6 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi.